Chào mừng bạn đến với khóa học 3S bảo trợ từ tâm. Khóa học này là sự kết hợp giữa những kinh nghiệm bảo trợ thành công của các nhà phân phối Amway trước đây và những tư duy phát triển mới trong giai đoạn có nhiều thử thách mới ngày nay. Trước khi bước vào khóa học, chúng tôi xin hướng dẫn ý nghĩa của các nút chức năng trong bài học. Nút mục lục thể hiện các nội dung chính của bài học. Nút trang chủ quay lại trang đầu của khóa học. Nút phát lại lặp lại nội dung của trang vừa học. Nút tài liệu đính kèm chứa các tài liệu tham khảo của khóa học này. Nút trợ giúp giải thích ý nghĩa của các nút chức năng trong khóa học. Nút trang sau để đi đến nội dung trang kế tiếp. Nút phát và tạm dừng để tiếp tục hoặc tạm dừng nội dung đang học. Nút trang trước để quay lại nội dung trang trước. Mời bạn bấm vào nút trang sau để vào bài học. Bạn là một nhà phân phối năng động và tích cực. Bạn đã có thể chia sẻ và bán sản phẩm Amway ngày một tốt hơn khi ứng dụng các kỹ năng của khóa học 3S, chia sẻ từ tâm. Từ đó, bạn đang có cho mình những khách hàng thân thiết. Và để phát triển sự nghiệp Amway hơn nữa, bạn bắt đầu xây dựng đội nhóm cho riêng mình. Tuy nhiên, dù có nhiều cố gắng, nhưng kết quả bảo trợ của bạn vẫn chưa khả quan. Vì giữa việc bán sản phẩm và chia sẻ cơ hội kinh doanh Amway lại có sự khác nhau. Điều này khiến bạn cảm thấy công việc kinh doanh của mình chưa thực sự thành công. Tại sao lại như vậy? Bạn đã làm sai ở đâu? Làm sao để bảo trợ thành công? Và bảo trợ có tầm quan trọng như thế nào trong sự nghiệp kinh doanh của bạn? Khóa học 3S bảo trợ từ tâm này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc bảo trợ trong kinh doanh Amway, đồng thời cung cấp cho bạn những nguyên tắc bảo trợ, kiến thức nền tảng để bạn có thể vận dụng để cải thiện kết quả bảo trợ của mình. Lưu ý! Do hạn chế về khả năng tương tác, chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký tham gia các khóa học 3S, bảo trợ từ tâm trực tiếp tại các trung tâm, cơ sở vật chất của Amway để được các giảng viên trực tiếp chia sẻ và giải đáp thắc mắc. Mục tiêu của khóa học giúp bạn nắm được các tiêu chí để phân biệt bảo trợ thành công, các lỗi thường gặp, đặc điểm, nguyên tắc của bảo trợ, tầm quan trọng của trải nghiệm trong bảo trợ, tầm quan trọng của trải nghiệm trong kinh doanh Amway, và 4 bước mời hẹn trải nghiệm hiệu quả. Ngay sau đây, hãy cùng tìm hiểu các nội dung chính của khóa học này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng ôn lại 3 công việc cốt lõi cơ bản khi kinh doanh cùng Amway. Tiếp đến là những nội dung khái quát về bảo trợ. Và cuối cùng sẽ là 4 bước mời hẹn trải nghiệm hiệu quả. Mời bạn bấm vào trang tiếp theo để vào nội dung chính của khóa học. 3 công việc cốt lõi cơ bản mà nhà phân phối Amway cần làm là bán hàng, bảo trợ và chăm sóc khách hàng. Chúng ta đã học qua chương trình 3S, chia sẻ từ tâm. Vậy, quan hệ giữa phần bán hàng và phần bảo trợ là gì? Hãy cùng điểm lại cấu trúc công việc 3S trong Amway. Dù là làm công việc bán hàng hay bảo trợ, hai bước khởi đầu đều là mở rộng quan hệ và xây dựng niềm tin. Đây là những bước cơ bản trước khi bạn muốn chia sẻ bất cứ điều gì. Tiếp theo chính là kích phát nhu cầu. Nếu như khách hàng có nhu cầu về sản phẩm, thì bạn hãy áp dụng quy trình bán hàng theo các bước. Thúc đẩy giao dịch, chăm sóc khách hàng và tiếp tục. Rất quen thuộc đúng không nào? Đó là quy trình bán hàng trong chương trình 3S, chia sẻ từ tâm. Trong quá trình kích phát nhu cầu, nếu ứng viên có nhu cầu về kinh doanh, thì bạn hãy áp dụng quy trình bảo trợ. Lúc này, với vai trò lãnh đạo tuyến trên, chúng ta cần thực hiện kích hoạt ứng viên, theo sát kèm cặp và hỗ trợ ứng viên phát triển kinh doanh. Mối liên hệ giữa khách hàng và nhà phân phối là trạng thái chuyển đổi qua lại. Có người trước tiên là khách hàng, sau đó trở thành nhà phân phối. Cũng có người trước tiên là nhà phân phối, sau đó chuyển thành khách hàng. Đối với cả bán hàng và bảo trợ, nếu điều đã làm tốt, thì khi đó phát triển mạng lưới mối quan hệ sẽ nhanh hơn, duy trì phát triển việc kinh doanh. Nếu cấu trúc của công việc bảo trợ và bán hàng về mặt logic là như nhau, vậy tại sao chúng ta đã học xong phần bán hàng nhưng lại chưa thể bảo trợ thành công? Chúng ta hãy xem qua một số điểm khác biệt giữa bán hàng và bảo trợ. Có 3 sự khác biệt. Thứ nhất, về tính chất. Bán hàng là làm cho khách hàng ngày càng cải thiện chất lượng tiêu dùng. Còn bảo trợ là sự lựa chọn sự nghiệp tốt hơn trong công việc bảo trợ. Thứ hai, về việc đầu tư. Bán hàng là nguồn đầu tư về tài chính, tiêu dùng sản phẩm. Còn bảo trợ chính là sự đầu tư lớn về thời gian, tinh thần thể lực, tìm hiểu cơ hội kinh doanh, trải nghiệm. Và cuối cùng là độ tin tưởng. Bán hàng là sự tin tưởng vào sản phẩm và mối quan hệ giữa khách hàng và nhà phân phối.
Còn với bảo trợ, đó chính là sự tin tưởng vào cơ hội kinh doanh và đội nhóm. Càng về sau, cấp độ tin tưởng ngày càng được nâng cao. Do đó, để gia tăng mức độ tin tưởng, càng ngày sẽ có nhiều thử thách hơn. Bạn cũng biết việc chấp nhận kinh doanh, kết quả bảo trợ là khó hơn nhiều so với việc chấp nhận sản phẩm, kết quả bán hàng. Chính vì sự khác biệt như vậy, mặc dù cấu trúc của quy trình là thống nhất, tương đồng với nhau, nhưng các nguyên tắc và phương pháp cụ thể thì lại có sự khác biệt khá lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Amway xây dựng khóa học riêng cho việc bảo trợ. Là một trong ba công việc then chốt trong kinh doanh Amway, bảo trợ là công việc quan trọng mà nhà phân phối Amway cần phải làm mỗi ngày. Trong quá trình đó, mỗi cá nhân cũng sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cũng như phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Bước vào phần thứ hai của khóa học, khái quát về bảo trợ. Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tiêu chí bảo trợ thành công, các lỗi trong bảo trợ, nguyên tắc trong bảo trợ và những đặc điểm của bảo trợ. Đầu tiên, để tìm hiểu về các tiêu chí bảo trợ thành công, mời bạn xem ví dụ sau. Anh Thịnh vô cùng hào hứng, mong muốn làm thẻ gia nhập ngay tại chỗ. Anh Khôi đồng ý làm thẻ, tuy rất bận nhưng anh vẫn dành thời gian để đi học đều đặn. Chị Hương đồng ý làm thẻ, nhiệt tình giới thiệu bạn đến tham gia và nhờ lãnh đạo giúp đỡ chốt. Chị Tường đồng ý làm thẻ, chăm chỉ đi học và có sự chủ động chia sẻ đến bạn bè. Theo bạn, 4 ứng viên trên, ứng viên nào đã được bảo trợ thành công? Cảm ơn sự lựa chọn của bạn. Mời bạn bấm vào nút phân tích để xem lựa chọn của bạn có đúng không nhé. Nào, hãy cùng lần lượt phân tích từng ứng viên. Anh Thịnh chấp nhận làm thẻ nhà phân phối có thể là vì nể mặt hoặc do muốn sử dụng sản phẩm với giá tốt hoặc do tác động ngay lúc đó, không thể xác định được là có bắt đầu phát triển kinh doanh hay không. Anh Khôi tuy bận nhưng vẫn dành thời gian đi học. Học tập là quá trình trang bị năng lực, là một trong những mấu chốt của sự chuyển biến. Nhưng anh Khôi chưa cho thấy sự quyết tâm phát triển kinh doanh Amway. Chị Hương tuy nhiệt tình giới thiệu bạn bè, nhưng sự nghiệp kinh doanh Amway là sự nghiệp của chính mình. Nhà phân phối lãnh đạo có thể giúp đỡ ứng viên, nhưng không thể làm thay cho họ. Với trường hợp chị Tường, có thể thấy là chị thích và muốn làm thử. Cũng có thể là do sự ảnh hưởng của môi trường bên ngoài mà có sự phát triển. Nhưng thực sự cũng không thể xác định được là chị có thực sự muốn làm hay không. Như vậy, chúng ta có thể tạm kết luận, chưa thể xác định 4 ứng viên thực sự được bảo trợ thành công. Vậy, phải như thế nào mới là bảo trợ thành công? Để được xem là bảo trợ thành công, cần dựa trên 4 tiêu chí sau đây. Tiêu chí đầu tiên, ứng viên đồng ý làm thẻ nhà phân phối, ký hợp đồng nhà phân phối Amway hoặc đồng ý gia hạn thẻ. Tiêu chí thứ hai, ứng viên liên tục tham gia các lớp học. Trong Amway, học tập là sự nỗ lực để nâng cao năng lực, là nền tảng để thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tiêu chí thứ ba, liên tục hành động 3S, tự sử dụng sản phẩm và chia sẻ với người khác. Như thế là ứng viên đang chủ động bắt đầu kinh doanh. Ở giai đoạn này, nhà phân phối lãnh đạo còn cần phải kèm cặp và hỗ trợ liên tục thì ứng viên mới phát triển kinh doanh thành công được. Tiêu chí thứ tư, làm rõ mục tiêu trong từng giai đoạn chính là thể hiện bản thân muốn làm, cam kết với các mục tiêu mà nhà phân phối lãnh đạo đặt ra hoặc mục tiêu tự đặt ra cho bản thân. Mặc dù mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng chỉ cần xuất phát từ trong nội tâm, bản thân thực sự muốn làm thì sẽ có động lực hành động. Ở mỗi thị trường sẽ có cách giải thích khác nhau về tiêu chí bảo trợ thành công, nhưng một khi đã thống nhất về các tiêu chí này thì đó sẽ là cơ sở để tham khảo, sẽ càng dễ dàng hơn để đánh giá những hành vi của ứng viên có thực sự có giá trị hay không. Đồng thời có thể sử dụng các tiêu chí này để dẫn dắt hành động, là mục tiêu cho ứng viên hay nhà phân phối mới để bắt đầu kinh doanh Amway. Ta có thể phân loại nhà phân phối như sau. Kiểu ngủ đông, không sử dụng hoặc mua sản phẩm trong 6 tháng. Kiểu thỉnh thoảng tiêu dùng, thỉnh thoảng mua sản phẩm, không thường xuyên. Kiểu tiêu dùng tích cực, thường xuyên mua hàng nhưng lại không phát triển kinh doanh. Kiểu khởi nghiệp, tích cực bảo trợ, mua hàng và phát triển kinh doanh. Kiểu kinh doanh sự nghiệp, đạt thành tích từ 9% trở lên. Kiểu lãnh đạo, đạt thành tích từ cấp Emerald trở lên. Thực tế cho thấy có rất nhiều người sau khi gia nhập thì ngay lập tức đi vào kiểu ngủ đông. Số người thực sự bắt đầu sự nghiệp luôn ít hơn rất nhiều so với người làm thẻ gia nhập. Vì vậy, ứng viên ký hợp đồng nhà phân phối Amway
Làm thẻ Amway không có nghĩa là bạn đã bảo trợ thành công. Ít nhất là phải đạt được kiểu khởi nghiệp thì mới được xem như là bảo trợ thành công. Trên thực tế, từ kiểu khởi nghiệp, chúng ta sẽ phát hiện 4 tiêu chí nêu trên đều thể hiện đầy đủ và ở một góc độ khác cũng nghiệm chứng được tiêu chí bảo trợ thành công. Tóm lại, để có thể biết được chúng ta có bảo trợ thành công hay không, cần dựa trên 4 tiêu chí đó là: ứng viên đồng ý làm thẻ nhà phân phối, ký hợp đồng nhà phân phối Amway hoặc đồng ý gia hạn thẻ, ứng viên liên tục tham gia các lớp học, ứng viên liên tục hành động 3S, ứng viên làm rõ mục tiêu từng giai đoạn. Bên cạnh đó, ứng viên ít nhất phải đạt được kiểu khởi nghiệp, nghĩa là ứng viên tích cực bảo trợ, mua hàng và phát triển kinh doanh. Nếu ứng viên của bạn đạt đủ những điều kiện trên, bạn có thể vui mừng vì biết rằng mình đã bảo trợ thành công và có thêm một người sẽ cùng đồng hành với mình trong sự nghiệp kinh doanh Amway. Sau khi bạn đã nắm được những tiêu chí bảo trợ thành công, bạn có nghĩ rằng mình đã đủ năng lực và kiến thức để ngay lập tức áp dụng trong việc bảo trợ của mình? Nếu thật vậy, có thể bạn sẽ mắc một trong các lỗi bảo trợ đấy. Chúng ta hãy cùng xem và phân tích ví dụ trong video sau đây. Alo, Tâm à, chị là chị An đây. Em vào qua giúp chị vài món ăn nha, vì chồng chị cũng sắp về rồi. Em vào giúp chị những món như lần trước nhưng làm nhạt một chút. Tâm à, nhanh vậy à, mời em vào. Chị An, em đặt món ăn lên bàn nha chị. Được em. Nè, đúng rồi chị An. Lần trước em có nghe chị nói khăn trải bàn nhà chị giặt hoài không sạch. Lần này em có mang theo nước giặt Amway đến để tẩy sạch cho chị. Để em thử nha. Không cần đâu, như vậy dạ, phiền em không lắm. Sao đâu chị. Không làm phiền chị ăn cơm đâu. Vậy cũng được, em cứ thử dạ. Đi. Hình như hiệu quả không tốt như em giới thiệu. Theo chị biết sản phẩm của Amway cũng không hề rẻ. À, thật ngại quá chị An. Lần này em làm không được tốt. Chắc là do bình thường em ở nhà có một mình nên dùng cũng ít. À, hay là em để lại sản phẩm ở đây cho chị. Chị có thời gian thì dùng thử xem sao. Hiệu quả chắc chắn tốt. Không cần đâu. Cảm ơn ý tốt của em. Chị thật sự là không cần đâu. Không sao đâu chị An. Nè, chị xem, bình thường chị cũng ủng hộ bên em. Một ít sản phẩm này có đáng gì đâu. Chị cứ giữ lại mà dùng ha. Thật sự là không cần đâu. Hơn nữa nhà chị cũng đâu thiếu nước giặt đồ. Chị cứ giữ lại dùng đi, không sao đâu. Không cần, không cần. Không cần đâu. Thật sự là không cần đâu, em mang về đi. Vậy cũng được. À, đúng rồi, chị An. Hai hôm nữa bên em có chương trình giảng dạy về sức khỏe. Đúng lúc em đang có 2 vé. Nếu chị thích, em mời chị đi nha. Là chương trình liên quan đến sức khỏe sao? Dạ. Vậy đến lúc đó rồi chị báo lại em nha. Dạ. Vậy em đợi tin của chị nha. Được em. Alo. Dạ, em chào chị An. Ờ. Em là Tâm. Ờ, chào em. Dạ, cách đây vài hôm em có nói với chị về chương trình sức khỏe, không biết chị sắp xếp được thời gian tham gia không? Mấy hôm nay chị đều rất bận nên không có thời gian. Dạ, không ảnh hưởng gì đâu, chị chương trình cũng ngắn lắm. Vậy đi, để vài hôm nữa có thời gian chị sẽ liên hệ lại với em, được không? Dạ, được ạ. Vậy nha, bye bye. Alo. Dạ, em chào chị An, em là Tâm. Ờ. Có gì không em? Chị An, em đã gọi cho chị 4-5 lần rồi, chị đều bận hết. Chương trình lần này thực sự là chuyên đề về sức khỏe.
chị đến thăm dự lần này nha, không mất nhiều thời gian của chị đâu. Vậy được, lần này chị đi với em. Lát nữa em gửi qua cho chị thời gian và địa chỉ nha. Dạ được, em gửi qua ngay. Ừ, được. Vậy nha. Ừ, dạ, bye bye. Tạm biệt chị. Chị An ơi, để em với. Chị An, chị thấy buổi học này như thế nào? Chị thấy đó, giảng viên hôm nay chia sẻ còn rất trẻ, vậy mà đã đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài năm mà đã sắm được nhà, xe và gần như là có mọi thứ. Chị thấy đó, làm ăn quay thực sự kiếm được tiền, chị tìm hiểu thêm nha. Tâm à, chị đến đây là vì muốn nghe về sức khỏe. Nhưng em thấy đó, hôm nay đa số thời gian toàn nói về ăn quay, chị không thấy thích. Hay là vậy đi, chị trả lại tiền vé cho em. Chị An, tại sao chị lại nói vậy? Sao em có thể lấy tiền chị được? Vậy đi, chúng ta cùng đón xe về, tiện đường chị đưa em về luôn. Vậy đi chị. Chị An, chị thấy đó, sao phụ nữ chúng ta phải vất vả như vậy chứ? Chị thấy chồng chị ở bên ngoài tự do và sung sướng biết mấy. Thật sự là ngưỡng mộ quá. Còn chị thì phải bận rộn hai đầu việc nhà và công ty, lại còn phải giúp chồng và dạy con nữa. Sao chị lại phải vất vả như vậy? Bận rộn hai đầu, giúp chồng dạy con. Tôi thích cuộc sống như vậy đó. Cô được bao nhiêu tuổi mà lại dám dạy bảo tôi? Mời bạn trả lời những câu hỏi sau đây về những lỗi sai mà nhân vật Tâm đã mắc phải nhé. Theo bạn, Tâm đã mắc những lỗi nào trong việc giới thiệu sản phẩm cho chị An? Những hành động nào của Tâm dẫn đến sự thất bại trong quan hệ với ứng viên tiềm năng? Xin chúc mừng, đáp án của bạn chính xác. Khi mời hẹn tham gia chương trình giảng dạy về sức khỏe, Tâm có những hành động nào chưa đúng khi mời hẹn? Xin chúc mừng, đáp án của bạn chính xác. Sau buổi hội thảo, Tâm đã phạm phải sai lầm nào? Xin chúc mừng, đáp án của bạn chính xác. Chúng ta hãy cùng xem lại những điểm mà Tâm đã làm chưa tốt nhé. Đó là minh họa sản phẩm chưa được tốt, hấp tấp tặng sản phẩm, nói quá về cơ hội kinh doanh, mối quan hệ còn quá nhạt nhưng lại sử dụng lời nói quá giới hạn, dạy đời về cuộc sống của phụ nữ cho khách hàng trong khi tuổi tác của khách hàng lớn hơn mình rất nhiều, chưa hiểu được nhu cầu và đặc điểm cá tính của khách hàng, hình tượng cá nhân và trải nghiệm cuộc sống không cùng tần số, năng lực chưa đủ mà lại không biết mượn lực trợ lực, không quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, về bản chất giống như là tình nguyện năn nỉ bảo trợ đơn phương. Từ tình huống của Tâm, chúng ta có thể rút ra 3 lỗi cơ bản trong bảo trợ, đó là vội, quá và mờ. Vội, vội vàng thiếu nhẫn nại mong muốn đạt được mục đích, thời cơ chưa đến mà đã bảo trợ, lòng tin chưa đủ mà đã vội bảo trợ, ép làm thẻ. Chỉ quan tâm làm thẻ, không quan tâm kích hoạt. Không để ý đến thời gian và hoàn cảnh, một mạch thao thao bất tuyệt, tạo cảm giác khó chịu và áp lực cho đối phương. Các nghi vấn và thắc mắc của khách hàng đều vội vàng gạt sang một bên. Chính vì vội nên dẫn đến hai lỗi kế tiếp, đó là quá. Thần thánh hóa cơ hội kinh doanh, chia sẻ công việc kinh doanh Amway như thể là công việc vạn năng. Nói quá hiệu quả của sản phẩm, nói về việc xây dựng sự nghiệp kinh doanh Amway rất nhẹ nhàng, chỉ nói ra các điểm tốt mà không hề nhắc đến điểm khó khăn. Hạ thấp các công ty và ngành nghề khác, nói Amway tốt hơn tất cả những công việc khác. Hạ thấp cách sống của người bình thường và quan niệm sống của họ. Và mờ. Lơ đi nhu cầu của đối phương, đối với bất kỳ ai cũng chỉ dùng đúng một cách và nói những lời như nhau. Đối với người mới, vẫn quen dùng cách giao tiếp và ekip của người Amway mà không hiểu được phong cách của đối phương là gì. Các lỗi hành vi như trên không chỉ đơn giản là ảnh hưởng xấu đến việc bảo trợ, mà còn ảnh hưởng xấu đến việc bán hàng, đến công việc kinh doanh của bạn sau này. Làm thế nào để tránh ba lỗi vội, quá, mờ khi bảo trợ ứng viên tiềm năng? Chúng ta hãy cùng xem và phân tích một ví dụ khác qua video sau. Mia,
Dạo này thấy em vui vẻ hơn nhiều đó. Hả? Cười cười nói. Có phải là đã có bạn trai rồi phải không? Dạ không có. Gần đây em đang cùng với bạn em tham gia một số lớp học cũng hay lắm. Những lớp đó dạy gì mà giúp em thay đổi nhiều như vậy? Như là dạy về dinh dưỡng, cách quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp và những khóa học về EQ. Học các lớp này có mắc không em? Mà học ở đâu vậy? Dạ không mắc, em học ở Amway. Em cảm thấy những lớp này giúp em mở rộng tầm mắt và học cũng rất thú vị nữa. Em cũng bắt đầu làm Amway rồi. Amway không phải là bán những sản phẩm tẩy rửa sao? Ở đó còn có thể học được những kiến thức như vậy nữa hả? Trước kia em nghĩ cũng giống chị, nhưng không ngờ ở Amway lại học được rất nhiều kiến thức. Chị An, hôm nào em nấu vài món mời chị nha. Kỹ năng nấu ăn của em cũng là học từ Amway đó. Được đó. Xem ra Amway mang lại cho em sự thay đổi không nhỏ đó. Dạ. Chị An. Hả? Có chuyện gì mà sao trông chị buồn vậy? Nước và quần áo lần trước em giao cho chị dùng không tốt hả? Không phải. Nước giặt đó dùng rất là tốt. Con trai chị mỗi lần đi đá banh về, quần áo đều bẩn hết cả. Đúng lúc đó, chị dùng nước giặt quần áo của em và dùng theo cách em hướng dẫn, các vết bẩn đều được giặt sạch hết. Nhưng vậy sao hôm nay em thấy chị vẫn không vui? Sao vậy? Em không biết đó thôi. Việc nhà thì dễ làm, nhưng mà dạy con thì không dễ. Chị không biết gần đây con chị có chuyện gì mà ngày càng không nghe lời. Nói gì cũng không nghe, không biết có phải là do đến tuổi dậy thì rồi hay không. Nhưng chị vẫn còn chưa đến tuổi mãn kinh cơ mà, thật lo quá. Chị An, về việc dạy con thì em không có kinh nghiệm. Nhưng ở Amway em có học qua vài lớp liên quan đến việc giáo dục và dạy dỗ con cái. Lần sau có chương trình em mời chị đi nha, đó không chừng có thể giúp được cho chị. Được đó, nếu có lớp thì rủ chị đi nha. Dạ. Chị Hoàng ơi, phương pháp dạy con mà lần trước chị chỉ cho em thật hiệu quả. Bây giờ mối quan hệ giữa em và con em ngày càng tốt. Thật sự cảm ơn chị nhiều lắm. Chị An, rất vui vì có thể giúp được cho chị. Con cái lớn rồi, giai đoạn này sớm muộn gì cũng phải trải qua. Chỉ là tôi trải qua trước chị vài năm, nên có thêm một số kinh nghiệm chia sẻ cho chị. Đúng là sau này phải nhờ cô chỉ dạy thêm nhiều. Chị khách sáo quá. À đúng rồi, tôi có nghe My nói là thành tích học tập của con trai chị rất tốt và chơi thể thao cũng rất giỏi. Chị có dự tính cho cháu đi nước ngoài tập luyện chuyên sâu không? Cái này thì tôi chưa nghĩ đến. Nhưng đưa con đi du học nước ngoài thì không đơn giản tí nào. Chỉ tính riêng học phí cũng đã là số tiền không nhỏ rồi. Hơn nữa đưa con ra nước ngoài học cũng không giúp cho chất lượng cuộc sống của gia đình tốt hơn. Tôi định qua 1-2 năm nữa sẽ mua một căn nhà rộng hơn, hoặc mua thêm một căn nhà nữa sau này để lại cho con cái. Hiện giờ công việc của tôi và chồng tôi cũng tương đối ổn định, thu nhập cũng tạm ổn. Nhưng mà vài năm nữa khi mà chúng tôi về hưu thì áp lực kinh tế cũng không nhỏ. Đối với nhiều gia đình mà nói, đây đúng thật là một vấn đề nan giải. Và cuộc sống ở thành phố thì áp lực càng lớn hơn. Vậy chị có tính đến cách nào đó để chuẩn bị kinh tế cho tương lai của cả gia đình chị hay không? Cái này thì chưa nghĩ đến, mà kinh doanh thì cũng không có dễ. Hơn nữa chúng tôi cũng chưa từng làm qua, nghĩ đến cũng thấy hơi lo. Chị đừng có lo. Trước đây khi tôi chưa từng làm Amway cũng không có kinh nghiệm kinh doanh, sau đó từng bước học và làm đến hôm nay. Nếu chị cảm thấy thích, tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm cho chị, chúng ta có thể cùng trao đổi thêm. Vậy thì tốt quá, e rằng sau phải làm phiền cô rồi. Chị lại khách sáo nữa rồi, sau này khi nào chị có thời gian thì nói My gọi cho tôi. Mọi người ở đây luôn hoan nghênh chị. Sau khi xem đoạn video, chúng ta có thể cảm nhận được là nhân vật My đã bảo trợ cho chị An thành công. Vậy, My đã bảo trợ thành công bởi những điểm nào? Bạn có thể lựa chọn nhiều đáp án. Sau khi chọn đáp án xong, mời bạn bấm vào nút kiểm tra để biết đáp án đúng. Xin chúc mừng, đáp án của bạn chính xác. Hãy cùng điểm lại những điểm mấu chốt bảo trợ thành công của nhân vật My. Đầu tiên, My đã thay đổi bản thân trước, làm cho chị An có cảm tình và tò mò đến Amway.
Việc xây dựng niềm tin và tạo ảnh hưởng không phải chỉ đến từ ngôn ngữ, mà phần lớn đến từ hành động và lối sống. Mày trải nghiệm sản phẩm tốt và chia sẻ lại cho chị An. Thông qua liên tục giao lưu và học tập, Mì xây dựng niềm tin nhất định đối với đội nhóm và Amway. Mì biết mượn sức từ tuyến trên và đội nhóm, mượn văn phòng, mời lãnh đạo phối hợp ảnh hưởng. Tìm được nhu cầu chính yếu của chị An và kích phát động lực làm Amway. Yếu tố thành công của Mì là do tìm đúng nhu cầu của chị An, kết hợp tác động bên trong và bên ngoài, giải quyết vấn đề niềm tin, trải nghiệm đa dạng chứ không phải là thuyết phục một cách lý thuyết và cứng nhắc. Từ phân tích đoạn video về nhân vật Mi và chị An, chúng ta có thể rút ra được 4 nguyên tắc trong bảo trợ, đó là: một, niềm tin, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn; hai, bánh xe cùng chuyển động, kết hợp nhu cầu bên trong và hỗ trợ bên ngoài; ba, chiều thúc đẩy, muốn, tin và có thể; 4 bước tuần hoàn, hiểu rõ hiện trạng, xây dựng chiến lược, thúc đẩy hành động và đánh giá chiến lược. Một, niềm tin. Bảo trợ chính là giúp cho cuộc sống của ứng viên trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải là vì thành công của bản thân mà bất chấp để thành công nhanh chóng. Cao hơn nữa, bảo trợ chính là giúp ứng viên đưa ra sự lựa chọn phát triển sự nghiệp tốt hơn, chứ không phải là cưỡng ép đưa cơ hội kinh doanh đến cho ứng viên. Hai bánh xe cùng khởi động. Nhu cầu bên trong chính là những nhu cầu khách quan tồn tại bên trong mỗi con người. Một số người sẽ ý thức được những nhu cầu này của mình mà hành động. Thế nhưng không phải ai cũng ý thức được và có hành động. Vì thế, nhu cầu bên trong cần được trợ lực từ bên ngoài. Kinh doanh cùng Amway đối với rất nhiều người là một sự thay đổi lớn trong công việc. Vì cần phải nắm bắt rất nhiều kỹ năng mới, càng cần nhiều năng lượng hơn và sự động viên của môi trường. Đây cũng là giá trị của môi trường đội nhóm, người tuyến trên, người giới thiệu. Không có nhu cầu bên trong thì giống như không có hạt giống, không thể nảy mầm. Không có trợ lực bên ngoài thì giống như không có ánh sáng và nước. Hạt nảy mầm cũng khó mà tồn tại. Cho nên hai bánh xe không thể thiếu một và cần được chuyển động cùng lúc. Ba, chiều thúc đẩy với ba mức độ: muốn, tin, có thể. Muốn là vấn đề trung tâm nhất, nền tảng nhất. Vấn đề của ứng viên chính là: tại sao tôi phải phát triển sự nghiệp Amway mà không phải là công ty khác? Là người bảo trợ, chúng ta cần là người cố vấn trong cuộc sống và kích phát mong muốn lập nghiệp, dẫn dắt phân tích tiêu chuẩn lựa chọn sự nghiệp. Tin. Ứng viên có thực sự tin vào Amway, tin vào đội nhóm hay không là do bạn có đủ trải nghiệm, đủ chân thật để họ tin tưởng hay không. Thời điểm này, chúng ta cần phải trải nghiệm toàn diện, xây dựng niềm tin đối với đội nhóm và cơ hội Amway cho ứng viên. Có thể. Ứng viên có thể sẽ băn khoăn, liệu tôi có thể làm tốt kinh doanh Amway được không? Tôi không biết gì về kinh doanh trước đây cả. Tôi có niềm tin nhưng tôi không tự tin là sẽ làm tốt. Lúc này, chúng ta là vai trò huấn luyện viên. Mục đích là giúp họ xây dựng niềm tin vào khả năng của bản thân họ. Mỗi người có trạng thái muốn, tin, có thể là khác nhau. Vì thế, chúng ta phải thông qua 4 bước tuần hoàn để tiến hành kích hoạt ứng viên và cần được sử dụng liên tục. Thông tin hiện trạng là thông tin trạng thái muốn, tin, có thể của ứng viên. Từ thông tin này, chúng ta có thể xây dựng được niềm tin, nhưng nhu cầu muốn lại chưa thể được kích phát. Xây dựng chiến lược là căn cứ vào trạng thái của mỗi ứng viên mà xây dựng chiến lược thúc đẩy, như là mượn sức người lãnh đạo có hoàn cảnh tương đồng để tích cực ảnh hưởng. Thúc đẩy hành động là thực hiện chiến lược thúc đẩy. Cần bản thân làm thì bản thân thực hiện, cần mượn sức thì cùng lãnh đạo hoặc đồng nghiệp tiến hành. Đánh giá tiến triển là chúng ta xem xét, nếu tiến triển thuận lợi thì tiến lên, nếu tiến triển không thuận lợi, hãy điều chỉnh chiến lược. Nếu đối phương có sự đối kháng lớn thì suy nghĩ xem tạm thời nên chuyển sang duy trì mối quan hệ. Mời bạn làm bài tập nhỏ sau đây để ôn lại 4 nguyên tắc trong bảo trợ nhé. Bạn hãy sắp xếp các từ thích hợp vào ô trống. Xin chúc mừng, đáp án của bạn chính xác. Nào, chúng ta hãy cùng xem lại tổng thể các nguyên tắc trong bảo trợ. Một, niềm tin, giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Hai, bánh xe cùng khởi động. Nhu cầu bên trong là nền tảng, thúc đẩy bên ngoài là quan trọng. Ba, chiều thúc đẩy. Muốn, tin,
Có thể. 4 bước tuần hoàn: thông tin hiện trạng, xây dựng chiến lược, thúc đẩy hành động và đánh giá tiến độ. Nguyên tắc trong bảo trợ cần phải được đảm bảo để quá trình bảo trợ được diễn ra một cách thuận lợi, mang đến sự thành công bền vững. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những đặc điểm trong bảo trợ. Đặc điểm đầu tiên, số lượng là nền tảng, chất lượng là đảm bảo. Nguyên tắc này có ý nghĩa như thế nào? Số lượng là nền tảng. Giống như bán hàng, càng làm quen nhiều người, trong số họ có những người khát khao rất mạnh mẽ mong muốn lập nghiệp. Có một số người thì cần phải kích phát. Như vậy, trong công tác bảo trợ của chúng ta sẽ có một số người rất nhanh bảo trợ thành công. Có một số người cần phải kiên trì liên tục bám sát. Chất lượng là bảo đảm. Trong công tác bảo trợ, số lượng và chất lượng đều quan trọng. Số lượng đủ là nền tảng, nhưng bảo trợ chất lượng cao mới là sự bảo đảm cho sự nghiệp phát triển bền vững và lớn mạnh. Thời gian và công sức của mỗi người đều có hạn. Nếu chỉ hoàn toàn dựa vào cá nhân để đi bảo trợ thì không thể làm lớn thị trường. Lúc này, cần sự trợ giúp của đồng nghiệp ưu tú đã được kích hoạt và khách hàng sẽ được thỏa mãn nhu cầu hỗ trợ công tác bảo trợ. Đặc điểm thứ hai, bảo trợ là quá trình mà cả đội nhóm cùng phối hợp ảnh hưởng. Như bạn đã biết, đối với nhà phân phối mới, để có thể thực hiện công việc bảo trợ thành công thì không thể nào chỉ dựa vào bản thân mình, mà nên mượn sức của đội nhóm. Do đó, nhà phân phối mới và người lãnh đạo trong công tác bảo trợ là quan hệ phân công hỗ trợ. Nhiệm vụ chính của nhà phân phối mới đó là kết giao bạn bè rộng rãi, phát triển niềm tin, tìm hiểu nhu cầu, hoạt động phù hợp, thể hiện giá trị, đưa ra lời mời chân thành, dẫn dắt trải nghiệm, thúc đẩy ra quyết định. Trong hoạt động giúp ứng viên cảm nhận được giá trị Amway, nhà phân phối mới cần phải làm rất nhiều công việc. Bên cạnh đó, nhiệm vụ chính của người lãnh đạo là lên kế hoạch hoạt động, tạo không khí, theo sát tầm sâu và trợ lực kích hoạt. Sự phân công như vậy không có nghĩa là công việc của nhà phân phối mới và người lãnh đạo là độc lập với nhau, mà là dù trong bất kỳ công việc nào cũng cần hỗ trợ, phối hợp với nhau. Cho nên công việc của nhà phân phối mới và người lãnh đạo không nên tách rời nhau. Sự phân công, phối hợp công việc trong đội nhóm như vậy dẫn đến những sự chuyển đổi vai trò công tác như sau. Giai đoạn đầu, nhà phân phối cần giỏi trong mượn sức, bởi vì sức ảnh hưởng cá nhân chưa đủ để thuyết phục người mới. Giai đoạn tiếp theo, nhà phân phối cần phải tiếp tục cố gắng học hỏi kinh nghiệm, nỗ lực không ngừng, nâng cao năng lực bảo trợ. Khi năng lực đạt tới trình độ nhất định thì sẽ có thể gánh vác vai trò chủ lực. Giai đoạn thứ ba, nhà phân phối đã trở thành người lãnh đạo, nhằm giúp đội nhóm của mình thêm vững mạnh thì cần dựa vào nhu cầu tuyến dưới để động viên họ, cung cấp trợ lực bản thân đã được trợ lực trong những giai đoạn đầu. Từ những kiến thức đã học về bảo trợ cơ bản, chúng ta có thể tóm lược nguyên tắc và phương pháp trong bảo trợ như sau. Nguyên tắc, trở về điểm xuất phát, là giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải vì thành công của bản thân mà vội vã, nóng ruột mất đi cơ hội vì cái lợi trước mắt. Không nên cưỡng ép cơ hội kinh doanh, mà là giúp ứng viên lựa chọn phát triển sự nghiệp tốt hơn. Phương pháp, thời gian phù hợp. Thời đại hiện nay là thời đại của cá nhân hóa, nhu cầu đa dạng và có sự phân chia nhóm người. Vì thế, tuyến trên và tuyến dưới cần kết hợp để cùng kích phát nhu cầu, hỗ trợ và động viên lẫn nhau. Để có thể thực hiện bảo trợ thành công, chúng ta cần liên tục học hỏi, liên tục trưởng thành và luôn thực hiện công việc 3S. Chúng ta đã đi qua hết phần khái quát bảo trợ. Hãy cùng ôn lại kiến thức vừa học qua bài tập nhỏ sau đây nhé. Nguyên tắc nào sau đây không thuộc nguyên tắc bảo trợ? Xin chúc mừng, đáp án của bạn hoàn toàn chính xác. Hành động nào sau đây thuộc nhóm lỗi vội trong việc bảo trợ? Xin chúc mừng, đáp án của bạn hoàn toàn chính xác. Vừa rồi, chúng ta đã cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về bảo trợ. Sau đây là những nguyên tắc để thực hiện bảo trợ thành công. Đó là mời hẹn trải nghiệm. Tại sao chúng ta phải mời hẹn trải nghiệm trước khi bảo trợ? Và mời hẹn trải nghiệm như thế nào? Mời bạn bấm vào trang sau để cùng tìm hiểu về những vấn đề này nhé. Trước khi quyết định mua một vật gì đó, thường chúng ta sẽ suy nghĩ, tính toán cẩn thận và trải nghiệm thử sản phẩm nếu được. Sau đó mới quyết định là mua hay không. Ứng viên bạn muốn bảo trợ cũng thế, họ sẽ suy tính và hoài nghi. Chúng ta có hai phương thức có thể áp dụng để thuyết phục và kích phát ứng viên tham gia kinh doanh, đó là suy nghĩ lý tính
và trải nghiệm cảm tính. Vậy hai phương thức này khác nhau như thế nào và phương thức nào sẽ hiệu quả hơn? Theo nguyên lý, đại não của chúng ta có 3 tầng cấu trúc công năng. Não nguyên thủy, não cảm xúc, não lý tính. Não cảm xúc bị ảnh hưởng bởi cảm giác trải nghiệm mà ra quyết định, sau đó mới dùng phương thức lý tính để tự điều chỉnh bản thân cho hợp lý. Khi thực hiện bảo trợ, nếu chúng ta dùng phương thức suy nghĩ lý tính, nghĩa là chúng ta chỉ nói và phân tích cho ứng viên, là chúng ta đang nói chuyện với não lý tính của ứng viên. Áp dụng con đường phân tích cho ứng viên hiểu, làm cho ứng viên suy nghĩ và thay đổi. Tuy nhiên, đối với sự thay đổi ở phương thức này, dễ sản sinh ra cảm giác sợ hãi và cuối cùng là đưa ra mọi lý do để phản đối. Nhưng khi chúng ta dùng phương thức trải nghiệm cảm tính, nghĩa là chúng ta đang nói chuyện với não cảm xúc của ứng viên, áp dụng con đường là mắt thấy, cảm nhận, thay đổi. Thông qua trải nghiệm, tiềm thức của con người sau khi đã tiếp thu mới dùng phương thức lý tính để suy xét. Trong quá trình bảo trợ, cách thức mang lại hiệu quả rõ rệt nhất là để cho ứng viên trải nghiệm, cảm nhận trước rồi mới ra quyết định, chứ không phải là để ứng viên nghi ngờ trước, sẽ rất khó thay đổi sau này. Để giúp bạn có thể phân biệt rõ hơn về suy nghĩ lý tính và trải nghiệm cảm tính, mời bạn xem hai đoạn video quảng cáo sau đây. Bạn hãy cảm nhận xem đoạn video nào sẽ giúp bạn trải nghiệm nhiều hơn. Butterflies, they fill my guts when I look in your eyes. A heart that's young is filled with sweet surprise. Only the innocent can sympathize. I don't care about the funny way you wear your hair. Someday you'll let me put my comb up there. Till then you're beautiful and I just stare. Yeah, you sing to me. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chủ đề tuần này. Hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người cùng trải nghiệm chức năng chụp ảnh 4 camera của chiếc Sony S10. Sony S10 không chỉ sử dụng 2 camera sau với độ phân giải 16 megapixel và 8 megapixel mà còn trang bị camera selfie kép với độ phân giải là 20 megapixel và 8 megapixel. Nhiều camera như vậy nhưng hiệu quả chụp ảnh sẽ như thế nào? Chúng ta cùng nhau xem thử nhé. Sony S10 có thiết kế kim loại nguyên khối, thiết kế các gốc bo tròn và cạnh viền bo cong tạo cảm giác thoải mái khi cầm nắm. Anten của Sony S10 nằm sát cạnh ăn liền với thân máy, được phân bổ ở phía trên và dưới. Bên cạnh việc đảm bảo tín hiệu còn giúp tăng vẻ đẹp và cảm giác cầm nắm. Mặt lưng của S10 vẫn thấy được logo truyền thống của Sony. Ngoài ra, hai camera, đèn flash và mic lọc tạp âm được thiết kế cân đối. So với mặt sau thì mặt trước càng tinh tế hơn với camera kép và loa nghe điện thoại ở phía được đặt trên từ trái sang phải. Bên cạnh đó có đèn flash và cảm biến ánh sáng. Phía dưới là 3 nút điều hướng ở ngoài màn hình. Các cổng kết nối của S10 được đặt ở phía dưới, từ trái sang phải là mic, cổng micro USB, loa ngoài và jack cắm tai nghe 3.5. Sony S10 tập trung chính vào 4 camera để tạo ra các bức ảnh tuyệt đẹp. Vậy 4 camera là gì? Sony S10 trang bị 2 camera trước và 2 camera sau, độ phân giải camera sau 16 megapixel và 8 megapixel, khẩu độ của camera chính lên đến f1.8. Hơn nữa, camera sau sử dụng camera công nghệ 4:1. Độ phân giải của mỗi camera được nâng từ 1 megapixel lên thành 2 megapixel, có hiệu quả chụp thiếu sáng cực tốt. Với camera trước, Sony S10 sử dụng camera kép có độ phân giải 20 megapixel và 8 megapixel. Độ phân giải cao sẽ cho ra chất lượng ảnh chụp chân thật hơn, đồng thời giúp hiệu quả xóa phông tốt hơn, giúp các viền xóa phông của chủ thể càng trở nên mịn và tự nhiên hơn. Đây chính là lý do vì sao Sony S10 giúp chúng ta chụp hình đẹp hơn. Có thể thấy, đoạn video quảng cáo giúp người xem hòa mình vào trải nghiệm của nhân vật với các tính năng của sản phẩm, giúp người xem có ấn tượng sâu sắc hơn với sản phẩm.
mong muốn bản thân cũng có được những trải nghiệm như nhân vật trong video. Ngược lại, đoạn video chỉ đơn thuần thao thao bất tuyệt giới thiệu những tính năng của sản phẩm công nghệ, không để lại nhiều ấn tượng với đa phần người xem thông thường. Trải nghiệm tốt sẽ tạo sức ảnh hưởng lớn hơn bảo trợ trực tiếp bằng lý tính. Trải nghiệm chính là ưu thế của Amway, cũng là một chiến lược trọng tâm của công ty Amway. Trải nghiệm chính là tạo nên thành công. Vậy chúng ta có thể tổ chức trải nghiệm như thế nào? Những hoạt động nào sẽ giúp ứng viên trải nghiệm hiệu quả? Chúng ta sẽ chia các hoạt động thành 3 loại. Với loại quan hệ xã hội, mục đích là tạo cảm tình với đội nhóm và con người Amway. Chúng ta có thể tổ chức các hoạt động như nấu ăn, chạy bộ, hội đọc sách theo chủ đề, quay video livestream, vui chơi cùng nhau, sẽ trở thành bạn bè của nhau. Với loại chuyên môn, nhằm mục đích để mọi người có hứng thú với chuyên ngành của Amway, thể hiện giá trị chuyên môn của Amway, chúng ta có thể tổ chức các hoạt động về chuyên môn như câu lạc bộ trang điểm, bữa sáng dinh dưỡng, tọa đàm dinh dưỡng hay trung tâm huấn luyện sức khỏe vui. Trải nghiệm cùng nhau, bạn sẽ có được những khách hàng thân thiết. Với loại kinh doanh hay cơ hội nghề nghiệp, có mục đích toàn diện thể hiện sự thành công của nhà phân phối Amway, làm nảy sinh mong muốn được tiếp xúc và kích phát nhu cầu sự nghiệp. Chúng ta sẽ tổ chức những hoạt động như hội thảo chia sẻ cơ hội kinh doanh, tọa đàm khởi nghiệp, kinh doanh cùng nhau, chúng ta sẽ trở thành đối tác cùng phát triển sự nghiệp, cùng làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Mời bạn cùng nhìn lại các cấp độ niềm tin: quen biết, quen thuộc, quý mến, tin tưởng và cuối cùng là thân thiết. Đối với việc bảo trợ, người được bảo trợ cần nâng cấp được cấp độ niềm tin đối với người bảo trợ, đội nhóm cũng như cơ hội kinh doanh Amway. Cấp độ niềm tin được liên tục nâng cấp chính là dựa vào sự chuyển biến sau nhiều lần trải nghiệm. Sự trải nghiệm tốt sẽ nâng cấp niềm tin về con người, đội nhóm và cơ hội kinh doanh và ngược lại. Chúng ta đã có câu trả lời khá rõ ràng về việc tại sao phải trải nghiệm. Thế nhưng, việc mời hẹn trải nghiệm và người mới đồng ý trải nghiệm là vấn đề hoàn toàn khác. Vì thế, chúng ta hãy cùng học cách hẹn gặp người mới tham gia trải nghiệm của phần tiếp theo nhé. Trước hết, mời bạn đến với một số tình huống sau đây. Theo bạn, cách nối nào là cách mời hẹn trải nghiệm thành công? Chiều thứ bảy này, chúng tôi có hoạt động đặc biệt. Bạn đến nhé! Chiều thứ bảy tuần này, chúng tôi có buổi khởi nghiệp về làm đẹp. Có mời nhiều nhân vật thành công đến chia sẻ. Rất đặc biệt. Bạn đến nhé! Hai cách nói ở trên đều khá chung chung, không cung cấp đủ thông tin. Nếu là người chưa thân thiết nhiều với bạn, có thể họ sẽ nghĩ, chương trình này có liên quan gì đến mình? Tại sao mình phải tốn thời gian cho nó? Và họ sẽ từ chối ngay lập tức. Chiều thứ bảy tuần này, chúng tôi có buổi khởi nghiệp về làm đẹp. Có mời nhiều nhân vật thành công đến chia sẻ. Vẻ đặc biệt ít, mà người muốn tham gia thì nhiều, đều không có chỗ. Tôi thay bạn lấy được một vé. Bạn đến nhé! Với cách nói này, có thể thấy là đã cung cấp thông tin về chương trình. Có nói đến điểm đặc biệt của chương trình là nhiều nhân vật thành công. Vé ít mà người tham gia nhiều. Cách này có thể hiệu quả lúc đó, nhưng vẫn không đảm bảo được là khi chương trình diễn ra họ sẽ có mặt, vì cách này chưa thực sự đào sâu vào nhu cầu bên trong của đối phương. Vậy phải mời hẹn như thế nào mới đúng? Mời bạn xem qua đoạn video sau giữa hai nhân vật cô Trang, nhà phân phối Amway, và cô Loan, mẹ bé Cường. Mẹ Cường à, hôm qua không thấy chị đến đón con. À, hôm qua Cường hơi mệt nên ở nhà nghỉ, không đến lớp. Vậy à, bé không sao chứ? Ôi, tôi có cảm tưởng Cường mới lên lớp 3 mà thể lực không theo kịp việc học rồi. Sức đề kháng giảm, tầm 2 tháng gần đây đã ốm 2 lần. Người mệt là một chuyện, còn ảnh hưởng đến kết quả học tập, thực sự là lo lắng. Bây giờ là thời kỳ trẻ đang phát triển, đặc biệt cần chú ý đến dinh dưỡng, áp lực học hành lại càng vất vả.
nên dinh dưỡng lại càng quan trọng. Đúng vậy, mà bây giờ bữa trưa và tối đều ăn ở trường, chỉ có buổi sáng là ăn ở nhà. Nhưng sáng nào con tôi cũng vội vàng đi học, bữa sáng Cường chỉ ăn được có 1-2 miếng. Bữa sáng là bữa quan trọng, sáng ăn không đủ thì chưa đến bữa trưa đã không chịu được rồi, không làm được việc gì. Bên chúng tôi gần đây có hoạt động liên quan đến bữa sáng dinh dưỡng, chị có thời gian có thể đến xem thế nào? Ôi, tôi cũng nghĩ ra đủ thứ, muốn cho con đi học được ăn sáng ngon, hàng ngày tôi dậy sớm, tốn bao nhiêu là thời gian bày vẽ đủ các món ăn, nhưng Cường lại không chịu ăn, tôi cũng đau đầu lắm. Hoạt động này của các bạn có thể đa dạng bữa ăn sáng như thế nào? Lần này chúng tôi có mời được một chuyên gia về dinh dưỡng đến hướng dẫn làm bữa sáng vừa nhanh, vừa đủ dinh dưỡng, lại ngon. Chị có thể đến thử học xem. Về sau chị có thể làm thêm vài món đồ ăn sáng ngon mà lại đủ dinh dưỡng, còn chị chắc chắn sẽ thích ăn. Bữa sáng mà ăn đủ dinh dưỡng thì sẽ có tinh thần tốt, ít đau ốm, cũng không thường xuyên nghỉ học để ảnh hưởng đến kết quả học tập. Cách làm lại còn đơn giản, không tốn thời gian, hàng ngày còn được ngủ thêm một lúc. Thật không? Thế thì tốt quá. Lần này hoạt động số lượng có hạn, tôi giúp chị đặt một chỗ nhé. Đến khi đó tôi gọi chị cùng đi. Sau khi xem đoạn video trên, theo bạn, cô Loan, mẹ bé Cường có tham dự chương trình dinh dưỡng do cô Trang giới thiệu hay không? Mời bạn bấm chọn dự đoán của bạn. Cảm ơn bạn đã chọn đáp án. Chúng ta hãy cùng phân tích xem đáp án bạn lựa chọn có chính xác không nhé. Khả năng hẹn gặp thành công có thể xem xét từ hai góc độ là độ rõ ràng về nhu cầu và sự tin tưởng của người được hẹn. Ứng viên sẽ vui vẻ đi khi sự tin tưởng của họ đối với bạn ở mức độ cao. Ví dụ như bạn và ứng viên quen biết nhau ở mức anh em thân thiết và người được mời đang có nhu cầu cấp thiết với nội dung trải nghiệm. Ứng viên sẽ có thể đi nếu nhu cầu của họ không có, nhưng mức tin tưởng và thân thiết cao. Khi có thời gian thì họ sẽ đi cùng bạn vì nể mặt bạn. Ứng viên sẽ đắn đo, do dự nếu bạn không tạo niềm tin cho họ. Họ sẽ đi tham gia trải nghiệm một cách cẩn trọng, tâm lý dè dặt, sợ bị lừa, hay họ sẽ cho rằng bạn đang có ý đồ nào đó không rõ ràng. Ứng viên sẽ không đi hoặc thuận đường đi, chỉ đi nếu tiện đường. Để xem có liên quan gì đến mình không, nếu bạn chưa tạo mối quan hệ thực sự thân thiết với người được mời, bên cạnh đó, bạn cũng không xác định rõ nhu cầu của họ để có lời mời hẹn thành công. Vậy thì, làm thế nào mới có thể nâng cao khả năng hẹn gặp thành công? Mời bạn tìm hiểu trong nội dung tiếp theo. Muốn mời hẹn thành công, cần nắm rõ tiền đề của việc mời hẹn. Nếu mục đích cốt lõi của hẹn gặp là giúp bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, thì khi hẹn ứng viên đến tham gia hoạt động trải nghiệm, bạn cũng phải đứng ở góc độ có lợi cho họ và với thái độ chân thành. Đây chính là tiền đề của hẹn gặp. Nếu chỉ có kỹ thuật hẹn gặp nhưng động cơ không thuần khiết, thực sự rất khó làm cho ứng viên có trải nghiệm tốt nhất. Để tiếp nối nội dung tiền đề mời hẹn, hãy cùng nghiên cứu 4 bước hẹn có thành ý như sau. Tìm liên kết, quảng bá hoạt động, nói lợi ích, khích lệ tham dự. Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu lần lượt từng bước nhé. Bước đầu tiên là bước tìm liên kết. Liên kết tình cảm là duy trì mối quan hệ. Mức độ mối quan hệ là một trong những yếu tố quyết định lời mời hẹn thành công của bạn. Bạn cần liên kết câu chuyện bằng cách dẫn dắt và nhắc đến những câu chuyện có liên quan đến chủ đề. Cuối cùng là liên kết nhu cầu. Bạn nên thiết lập một cấp độ tin tưởng nhất định, đồng thời tìm ra chủ đề mà có cùng sự quan tâm, khi đó bạn mới có khả năng tìm ra nhu cầu thực sự của họ. Trong tình huống mời hẹn của cô Trang và mẹ bé Cường, thực chất nhu cầu thực sự của mẹ bé Cường là sức khỏe của con, học tập của con. Bởi vậy, nếu lần này không phải là hoạt động bữa sáng dinh dưỡng, mà là buổi chia sẻ về tăng cường sức đề kháng hay hoạt động có chủ đề liên quan đến giáo dục con cái, thì có thể có lý do để thử hẹn đến tham dự. Mời bạn bấm vào đoạn video để xem lại cô Trang đã tìm liên kết với mẹ bé Cường như thế nào. Mẹ Cường à, hôm qua không thấy chị đến đón con. À, hôm qua Cường hơi mệt nên ở nhà nghỉ, không đến lớp. Vậy à, bé không sao chứ? Ôi, tôi có cảm tưởng Cường mới lên lớp 3 mà thể lực không theo kịp việc học rồi. Sức đề kháng giảm, tầm 2 tháng gần đây đã ốm 2 lần. Người mệt là một chuyện, còn ảnh hưởng đến kết quả học tập. Thực sự là lo lắng. Có thể thấy sự khác nhau giữa việc tìm liên kết thành công và thất bại sẽ phụ thuộc vào việc xác định nhu cầu thực sự của khách hàng.
Để hiểu rõ hơn, tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu về hai khái niệm, nhu cầu và mong muốn sau đây. Mong muốn là khi chúng ta khao khát một sản phẩm, không nhất thiết phải có để tồn tại. Nó hoàn toàn ngược lại với nhu cầu, là những điều bắt buộc cho sự tồn tại của con người. Nhu cầu chính là những điều bắt buộc chúng ta phải có để bù đắp cho tình trạng thiếu thốn. Nhu cầu về vật chất như thực phẩm, quần áo, nơi trú ẩn, sự an toàn. Nhu cầu về xã hội chính là sự sở hữu và sức ảnh hưởng. Nhu cầu về cá nhân như kiến thức và được thể hiện chính mình. Hãy tưởng tượng bạn cầm một bình nước và rót một ly nước. Với hành động này thì bình nước chính là mong muốn của bạn. Nhưng bạn dùng nước để làm gì? Có phải là vì bạn khát, cần được uống nước? Lý do bạn sử dụng nước trong bình chính là nhu cầu của bạn. Bởi vậy, mong muốn là khi đối phương đưa ra một yêu cầu đối với bạn, một suy nghĩ, một quan điểm, một phương án, thậm chí những lời đối phương nói ra. Còn nhu cầu đó chính là nguyên nhân hoặc mục đích đằng sau những thứ này. Để có thể phân biệt rõ ràng hơn nữa giữa mong muốn và nhu cầu, chúng ta hãy cùng đến với ba câu hỏi sau đây. Nói ra được nhu cầu hay là mong muốn? Thông thường, người ta thường nói lên mong muốn và không dễ dàng để nói ra nhu cầu. Điều này có thể làm cho quá trình trao đổi giữa chúng ta và đối phương gặp nhiều phiền phức, là thỏa mãn nhu cầu hay là thỏa mãn mong muốn. Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng là thỏa mãn nhu cầu. Nếu nhu cầu là duy nhất, vậy mong muốn có phải là duy nhất? Nhu cầu là duy nhất, nhưng mong muốn không nhất định là duy nhất. Từ ba điểm trên, chúng ta có thể linh hoạt nhiều lý do để hẹn gặp. Khi đã tìm ra được nhu cầu của ứng viên, chúng ta hãy tiếp tục tiến hành bước tiếp theo là bước quảng bá hoạt động. Với bước quảng bá các hoạt động, chúng ta cần chuẩn bị ba lý do liên quan đến nhu cầu của đối phương, đồng thời dựa vào phản ứng của đối phương tiến hành quảng bá. Lý do càng đa dạng, càng có cơ hội tìm ra được đúng nhu cầu cấp thiết của họ, từ đó hẹn gặp thành công. Hơn nữa, khi chuẩn bị nhiều lý do sẽ giúp mình tăng sự tự tin khi mời họ tham dự. Mời bạn xem lại đoạn video cô Trang đã quảng bá hoạt động về chương trình dinh dưỡng. Ba góc độ, ba lý do đáng giá mà bạn cần chú ý là nhu cầu của khách hàng. Trong bối cảnh này, bé Cường là học sinh cấp 1, đang phát triển chiều cao, áp lực học tập cao, chỉ có ăn sáng ở nhà. Giá trị cốt lõi của hoạt động, bữa sáng dinh dưỡng làm rất tiện lợi, bởi vậy các bé vừa được ăn bữa sáng ngon mà lại còn dinh dưỡng. Ngoài ra, các mẹ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Giá trị thêm của hoạt động, trải nghiệm giúp thay đổi bản thân, từ đó có thể ảnh hưởng làn sóng ấy đến những người thân xung quanh. Bạn đã nêu được những lý do mà đối phương cần tham gia hoạt động. Thế nhưng, điều họ quan tâm đó chính là những lợi ích khi tham gia hoạt động. Không ai muốn bỏ thời gian ra mà lại không nhận được lợi ích gì hết. Vì thế, bạn hãy chuyển qua bước tiếp theo, đó là nêu lợi ích. Tại bước này, chúng ta sẽ dùng công thức F, A, B, E thể hiện lợi ích của hoạt động. Mời bạn xem lại đoạn video cô Trang đã dùng công thức F, A, B, E như thế nào nhé. F, A, B, E không chỉ thích hợp dùng để giới thiệu sản phẩm hữu hình, mà còn thích hợp để giới thiệu cơ hội kinh doanh. Feature, đặc trưng, là thuộc tính vốn có của sản phẩm hoặc sự vật, cũng có thể là cơ hội kinh doanh. Advantage, ưu thế, là những đặc trưng riêng của sản phẩm Amway, có ưu thế nổi bật so với những sản phẩm cùng loại. Benefit, lợi ích, là ưu thế có thể mang lại lợi ích cho đối phương. Evidence, ví dụ, là lấy một ví dụ thực tế để giúp người được mời cảm nhận được một cách chân thật nhất từ lời mời hẹn trải nghiệm của bạn. Thế nhưng, bạn cần lưu ý những vấn đề sau đây. Đặc trưng quan trọng ở chữ đặc, tức là đặc biệt, độc đáo khác biệt so với sản phẩm khác. Ưu thế là so sánh với sản phẩm khác. Lợi ích do ưu thế mang lại. Ưu thế do đặc trưng mang lại. Đối phương quan trọng nhất là lợi ích, là tác dụng. Bởi vậy, những tác dụng khi mô tả cần có sức ảnh hưởng, tránh cứng nhắc. Những lợi ích được thể hiện cần tương thích với nhu cầu chủ yếu của đối phương. Ví dụ là để hỗ trợ cho việc thể hiện lợi ích tăng sức ảnh hưởng. Bởi vậy, ví dụ cũng cần tương thích với nhu cầu của đối phương, tránh lấy những ví dụ mà không liên quan đến tình hình thực tế của đối phương. Bước cuối cùng trong 4 bước mời hẹn chân thành là bước
khích lệ tham dự. Chúng ta có thể dùng hai phương pháp, lý tính và cảm tính. Phương pháp lý tính là liên hệ nhu cầu của bản thân với lợi ích của hoạt động. Phương pháp cảm tính tập trung vào tình cảm. Chẳng hạn như bạn đưa ra một lời đề nghị, tôi đã đặt chỗ sẵn cho bạn rồi, hoặc tôi cũng đang rảnh rỗi, tôi sẽ đi cùng bạn. Để ứng viên cảm thấy được sự thân thiện, chân thành từ bạn. Đánh vào sự khan hiếm. Ví dụ như đặt ra vài giới hạn, mời được thầy rất khó, hay hết chỗ rồi. Để ứng viên thấy được tầm quan trọng nhất định của buổi trải nghiệm. Nếu vẫn không thể mời hẹn thành công, thì bạn phải linh động chuyển thành kết nối quan hệ. Dần dần thúc đẩy mối quan hệ ngày càng cao hơn. Mời bạn xem lại đoạn video cô Trang đã khích lệ mẹ bé Cường như thế nào nhé. Hẹn gặp cũng thành công rồi. Vậy khi người thực sự đến rồi, những hoạt động trải nghiệm thành công được thực hiện dưới 3 góc độ trải nghiệm như sau. Trải nghiệm tình cảm nhân văn là trải nghiệm giá trị quan của nhà phân phối Amway và không khí của đội nhóm. Ví dụ, không cần biết có quen hay không, thái độ với Amway như thế nào thì bạn sẽ có thể cảm nhận được nhà phân phối Amway rất thân thiện và luôn nở nụ cười. Trải nghiệm giá trị chuyên nghiệp giúp khách hàng thông qua việc trải nghiệm và so sánh thực sự giải quyết vấn đề hoặc tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề, cảm thấy giá trị phục vụ chuyên nghiệp của Amway. Trải nghiệm cơ hội kinh doanh giúp khách hàng cảm nhận được cơ hội kinh doanh Amway có giá trị đặc biệt với họ, khuyến khích làm thẻ. Căn cứ vào mục đích ban đầu của hẹn gặp, kiến tạo nên sự trải nghiệm tình cảm tốt đẹp, làm cho đối phương cảm thấy được tôn trọng, được quan tâm. Trong suốt quá trình diễn ra hoạt động, làm cho người được mời có cảm nhận về nhà phân phối Amway thân thiện, nhiệt tình và tôn trọng. Hướng dẫn cụ thể về địa điểm, đường đi và chào đón. Đối với ai cũng phải như vậy, không cần biết là không quen hay thái độ đối với Amway ra sao, hay dù có mua sản phẩm hay không, có gia nhập hay không. Bạn phải tạo thiện cảm trong toàn bộ quá trình như vậy, ứng viên mới có thể cảm nhận được một cách toàn diện. Bạn cần tránh để ứng viên phải chờ đợi trong thời gian quá lâu. Bạn phải tạo ra nhiều điều bất ngờ khiến cho ứng viên cảm thấy hứng thú với buổi trải nghiệm cùng bạn. Một lần trải nghiệm hẹn được nhiều người là điều tốt, nhưng bạn cần lưu ý, phải mời thêm những người đồng đội có kinh nghiệm hoặc lãnh đạo đến phối hợp. Tạm biệt khách hàng một cách lễ phép, đây cũng là một điểm cộng được khách hàng ghi nhận. Bạn nên nhớ rằng, cho dù người bạn được hẹn đến có quan điểm khác, chúng ta vẫn phải chấp nhận họ. Đừng cố làm thay đổi họ quá nhanh, hãy tạo niềm tin với họ bằng thái độ chân thành của bạn. Kết nối mục tiêu của hoạt động với nhu cầu của khách mời, kiến tạo trải nghiệm chuyên nghiệp, giúp khách mời nhận được các giá trị như là được cung cấp trải nghiệm chuyên môn đa dạng phong phú bằng các hoạt động liên quan công dụng sản phẩm như tọa đàm chuyên môn, trải nghiệm dùng thử sản phẩm hoặc các hoạt động khác như giáo dục con cái, quản trị cảm xúc, nhiếp ảnh, làm đẹp, được khích lệ tham dự, khơi dậy tiếng nói chung với các hoạt động trực tiếp trải nghiệm như dùng thử sản phẩm, gián tiếp trải nghiệm như kể chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, đảm bảo tính chuyên môn của hoạt động bằng cách mời chuyên gia liên quan đến lĩnh vực hoặc lãnh đạo có kinh nghiệm chuyên môn. Căn cứ vào mục đích ban đầu của hẹn gặp, kiến tạo nên sự trải nghiệm tình cảm tốt đẹp, làm cho đối phương cảm thấy được tôn trọng, được quan tâm. Trong suốt quá trình diễn ra hoạt động, làm cho người được mời có cảm nhận về nhà phân phối Amway thân. Kết nối mục tiêu của hoạt động với nhu cầu của khách mời, kiến tạo trải nghiệm chuyên nghiệp, giúp khách mời nhận được các giá trị như là được cung cấp trải nghiệm chuyên môn đa dạng phong phú bằng các hoạt động liên quan công dụng sản phẩm như tọa đàm chuyên môn, trải nghiệm dùng thử sản phẩm hoặc các hoạt động khác như giáo dục con cái, quản trị cảm xúc, nhiếp ảnh, làm đẹp, được khích lệ tham dự, khơi dậy tiếng nói chung với các hoạt động trực tiếp trải nghiệm như dùng thử sản phẩm, gián tiếp trải nghiệm như kể chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, đảm bảo tính chuyên môn của hoạt động bằng cách mời chuyên gia liên quan đến lĩnh vực hoặc lãnh đạo có kinh nghiệm chuyên môn. Cuối cùng là cung bậc trải nghiệm chuyên nghiệp chạm lòng người và cốt lõi chính là sự hòa nhập để thay đổi. Trước hoạt động, xác định rõ nhu cầu, tìm ra giá trị đặc biệt của cơ hội kinh doanh. Trong hoạt động, tạo không gian, nâng cao sự nhạy cảm, giúp đối phương cảm nhận được giá trị của cơ hội kinh doanh. Liên tục chú ý, nắm vững diễn biến trạng thái tâm lý của khách hàng. Phát hiện cơ hội, thuận dòng đẩy thuyền, giao dịch tự nhiên, tự nguyện, tự giác, phương pháp kịp thời. Sau hoạt động, phải ngay lập tức theo sát tiến độ, cảm nhận của khách hàng, xác nhận cảm nhận,
đồng thời căn cứ cảm nhận của đối phương để tiếp tục có chiến lược theo sát và xây dựng ảnh hưởng đến họ. Trải nghiệm tốt đẹp sẽ nâng cấp niềm tin vào con người, đội nhóm và sản phẩm, đạt được sự hài lòng và tin tưởng của cả hai con đường. Chúc mừng bạn đã hoàn thành khóa học bảo trợ cơ bản. Chúng ta cùng điểm lại một số nội dung chính vừa học nhé. Đầu tiên là ba công việc cốt lõi cơ bản, thứ hai là khái quát về bảo trợ, và thứ ba là 10 hẹn trải nghiệm.